Chà vải. Đà đào. Tớ đã bảo là chà vải rồi. Chà đào ngon hơn. Các bạn ơi, theo các bạn thì chà đào hay là chà vải ngon hơn nào? Các bạn ơi, chà đào cam xả ngon cực kỳ luôn. Thế thì bạn Hằng chưa bao giờ được uống chà vải rồi. Vải hơi bị ngon á. Trời ơi, vải á, nóng hay là nóng luôn, nổi mụn đấy các bạn ơi. Còn lâu nha, rất là ngon đây. Các bạn ơi, các bạn thích uống trà đào hơn hay trà vải hơn nào? Tớ nghĩ rằng fan hâm mộ sẽ là trà vải. À, hay là hôm nay chúng mình sẽ đi mua tất cả đồ có hình quả đào và quả vải. Ừ, được đấy, để xem là đào hay là vải nhiều hơn. Ok luôn, đi okay. Thôi. Đào, đào, đào các bạn ơi, đào rất là nhiều nên là tránh đường, tránh đường nào. Tránh đường để cho phương tiện giao thông, mua quả vải đi. Vải có đâu mà mua. Đây để tớ tìm nhìn như này. Bạn lấy hộ tớ cái này cái. Ôi trời ơi, đào nè. Ê nhìn này đào nè. Tránh ra để tớ tìm quả vải của tớ. Không có đâu. Dâu à? Ờ cái này chỗ này không có nhưng mà chỗ khác sẽ có. Ôi giời ơi, còn lâu. Ê, Thằng ơi tớ lấy một túi quả kiwi nhá. Ơ lấy đi. Không được tính đâu mà đúng không các bạn? Biết thèm mà lấy. Ê, hát karaoke không? Các bạn ơi, bạn Tuyết hát dở ẹc luôn mà bỏi hát. Bây giờ nhá, tớ mới hát lên ra, các bạn biết đâu lại bảo tớ làm ca sĩ đây. Đợi tớ mua cái bịt tai đã. Trời ơi. Ê, nhìn này. Cái gì đây? Ê. Nào, nhìn nè. Trời ơi, tại sao lại toàn tìm thấy đào, chả thấy vải của tớ đâu. Đây là thạch đào. Chán thật đấy. Bạn đi ra phía bên ngoài đi là nó tìm. Để xem nào, ở dưới này. Các bạn ơi, ở chỗ này nhiều thạch này. Ô, quả trứng gì này? Lại trứng các bạn ơi. Vải không có nên là cứ đi tìm trứng. Thì tớ đi hồng hơn để xem là bạn tìm được cái gì hơn tớ không. Đây. Trời ơi, sao mà hồng thế này. Nhiều nhìn này quá. Hồng giống tớ. Hồng, cái này nhìn đẹp. Tớ cũng đẹp mà. Lại đào tiếp các bạn ạ. Wow, nhìn này. Đây cũng là kẹo gì ấy, bên này là nho, còn bên này là đào. Trời ơi, không ơi bạn đừng có tìm nữa, trời bạn Hằng còn đầy xe nó tới. Nè các bạn nè. Cái gì đấy? Trời ơi, cái này là cam mà. Cam với nho. Ê, ăn thạch không? Thạch cốc nè. Ui. Thạch gì? Thạch cốc á. À cốc, tưởng là thạch cốc. Bạn nghĩ là có thạch còn cốc chứ. Chán thôi đấy các bạn ơi, bạn Hằng đi một dọc bạn ấy lấy được bao nhiêu đồ còn nhìn tớ này. Cái giỏ trống không? Để tớ lên bên này xem nhá. Tớ nhất định phải tìm được. Chả lẽ bạn Hằng tìm được, tớ không tìm được sao? Đây thì là Việt Quất các bạn ạ. Đó, tớ biết ngay mà. Đây. Cuối cùng thì đây là túi thạch đầu tiên mà tớ tìm được. Có quả vải. Oh yeah. Wow, các bạn ơi, đây chính là thạch vải. Nhìn quả vải ngon mê ly luôn. Ôi, thích quá các bạn ơi. Tớ sẽ lấy một hộp này để về cho bạn Hằng biết tay tớ luôn. Để ở đây xem còn không. Cái thạch này nhìn đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà tiếc rằng cái này là thạch xoài các bạn ạ, không phải là vải rồi. Dù sao thì tớ cũng tìm được thêm một hộp nữa. Các bạn ơi, bình thường á, nước có rất là nhiều nước đào. Đây nè, mới nói xong. Tên tèn, Fanta vị đào luôn. Các bạn đã bao giờ uống chưa? Màu hồng rất là đẹp. Chốt đơn nè. Để xem là có gì nữa không. Ủa, đây là cái gì ta? Nước gì đấy? Nước cũng là nước đào. Ồ, sao lại có nước đào ở đấy? Đó rõ ràng là nước vải mà. Vải đâu? Đây, nước của vải mà, bạn nhầm rồi, trả lại. Đây cũng là vải, nhưng mà đây là đào á. À, sao hai chai nước giống nhau thế? Vị khác. Ồ ha, tớ tưởng là một nè, tớ tưởng nhầm. Úi, nhìn nè, lại là đào tiếp nè. Sao nhiều đào thế? Ố, đào nè. Ồ, giống nhau. Ồ, khác nhau. Cái này là túi to hơn. Đấy luôn. Ồ, Hằng ơi nhìn này các bạn ơi, thấy độc đáo chưa? Cái túi nước này mà nó hình con khủng long. Khủng long hay cá? Không biết thôi nhưng mà có cái vây đây nè. Chỗ này hết vải của bạn rồi á. Đây, có đào của bạn đây này. Thôi, nước ra tay này, lấy không? Không. Thôi bạn tìm đi. Tớ cứ đúng ở đây nhìn bạn Hằng lấy chán ơi chán. Các bạn ơi, đào á, vừa bánh kẹo nhiều, vừa nước nhiều. Các bạn ơi, tớ vừa mới tìm thấy được một, đây là một túi thạch các bạn ạ. Trời ơi, đào rất là nhiều luôn. Ấy, bao nhiêu luôn nè. Trời ơi, nước nữa. Thích quá. Kiểu này á, chắc chắn thắng vải luôn rồi. Này, có lấy nước nữa không? Trời ơi, tớ tìm được chai nước đào rất là to cho bạn Hằng luôn. Trời ơi, được rồi nha. Hay là mỗi người một chai này đi về uống như kiểu này này. 1, 2, 3, yeah. Trời ơi, chai này uống bao giờ mới hết? Không uống hết thì chia cho các bạn khác nữa. Ok. Này, lấy 2 chai luôn nhá. Vì tớ uống cùng.
Ô, bạn không cầm đi, tí mình ra thanh toán. Hả, bạn phải thanh toán chứ mình lấy là nước đào mà. Ôi, này, có nước vải không đấy? Không có, nên là giờ tớ định đi tìm đấy nè. Đấy, tớ đã bảo mà. Đi tìm vải tớ kiểu đi. Gì cũng ít hơn đào. Còn lâu. Các bạn ơi, nguyên liệu không thể thiếu để làm trà đào là gì? Tất nhiên là trà rồi đúng không? Đây, trà đào nè, trà hương đào luôn. Để xem có gì nữa không nào. Ui, đây nữa, đây cũng là một quả đào. Nhưng mà là hãng khác hay sao ấy? Đều là trà hết. Thôi, tớ lấy một hộp thôi. Hộp này tớ không lấy nữa. Để lại đây nhá. À, nhìn nè, ở đây có rất là nhiều trà sữa luôn. Các bạn ơi, đây là trà sữa khoai môn nè. Có khoai môn tuyệt ngon luôn. Còn đây là trà sữa matcha, có bạn nào thích matcha không? Còn đây là chocolate nè, màu rất là đẹp luôn. Các bạn đã thử uống cái này chưa các bạn? Không phải, thôi đi tìm cái khác. Wow, đây là các cái quạt nè, quạt Hello Kitty. Ui, đây là người rơi nè. Tớ đang đi tìm vị đào mà. Cho tớ tìm với. Không có phải ở đây đâu. Đó, tớ phải tìm nữa chứ. À, Hằng ơi, tớ muốn nói với bạn rằng tớ tặng bạn nè. Ủa, để chơi tôi còn lâu mới cho nhá. Tại vì đây có phải là quả đào đâu mà nói. Tưởng là bạn thích cho tớ trái tim của bạn ấy. Còn lâu nhá, thế thì tớ lấy gì mà đập mà thở nữa. Wow, kẹo nổ. Kẹo nổ vị đào. Đây, quả đào nè. Ơ, cái này có phải là vị đào không? Thì cũng là màu hồng nè. Không, đây này. Này, chắc là vị đào nè. Đâu? Cái này là dâu tây. Rồi tây á. Dâu tây đó. Ủa? Có nghĩa là hết rồi á. Hết đâu mà hết. Hết rồi, đi tìm ở chỗ khác đi. Hết thật các bạn ạ. Các bạn ơi, ổi đào có được tính là đào không? Không nha, tại vì đó vẫn là quả ổi mà. Nhưng mà có chữ đào ở trong đấy. Trời ơi, đấy chỉ là cái tên thôi. Còn đây nè, các bạn ơi, kẹo vải thiêu muối. Ôi. Này, tớ bảo này, thế thì mặn lắm à? Ồ, tớ cũng nghĩ thế á, họ sẽ ướp vào muối sao mà lại ôi bảo ơi. Là kẹo vải thiếu muối nhở? Ồ, tớ chưa ăn. Thế thì tớ sẽ lấy cái này để về cho bạn Hằng ăn thử. Có bạn nào đã ăn kẹo vải thiếu muối chưa? Thì nhớ comment ở bên dưới vị của nó nhá. Bây giờ tớ sẽ lấy một gói nha. Ồ, nhìn này. Ơ, đây là đào này, vị đào luôn. Đây là kiểu ngậm, kẹo ngậm đào. Trời ơi, bị líu. Lê thêm một gói nữa rồi. Hằng ơi, ra đây. Gì đấy? Ăn thạch vải không? Ôi, sao có thạch vải á? Ôi nhìn này, đây cũng là vải nè. Ôi, trời ơi, tớ lấy luôn. Ôi, nhưng mà tại sao nhiều vị thế này? Không ai thèm mà sản xuất quả đào ta. Chắc là tại vì không ngon rồi. Tại vì đào có nhiều kẹo khác rồi, không làm thạch nữa. Thạch ngon thế mà không làm. Để xem có thạch vải được không. Trời ơi, tớ không nhìn thấy luôn. Thạch rau câu, có quả vải. Ồ, chỗ này á, chỗ thạch này sao mà nhiều vải nhờ các bạn. Ui, nặng quá. Cầm một tớ đi. Không, không gì thôi, tớ rất cầm. Ghen tị xem mà. Đi, xem có đào của tớ không. Không có đào đâu. Chỗ này nhiều này. Chỗ này toàn tớ toàn thấy dâu rồi cam xoài á. Ồ, không có. Khoai môn kìa. Nhìn này. Cái này giống wow. Bạn tên đỏ le đỏ lét luôn. Nhưng mà rất là cute đúng không? Không phải là vị ấy. Thôi đi tìm ở chỗ khác đi các bạn ơi. Đúng nghĩa là ở đây hết rồi. Tớ lấy vị dừa được không? Không, liên quan gì mà lấy vị dừa. Các bạn có hay thường ăn kẹo oxy không nào? Ở đây thì có kẹo oxy vị soda chanh đá này các bạn ơi. Vàng khe luôn. Nhưng mà cái kẹo này ăn cũng đã lắm đấy. Để tìm xem có kẹo vải của tớ không. À, đây nè, kẹo oxy thập cẩm và có vị của vải của tớ này các bạn ơi. Ở đây thì có vải, có ổi đào, có bạc hà và me. Tớ sẽ lấy một gói nha. Kẹo nào xem có. Ồ, đây là kẹo dẻo các bạn ơi. Kẹo dẻo đây là vị nho, dâu tây. Ơ, đào dẻo sai, đã miệng. Ê, thôi, 1, 2, 3. Đây là lấy luôn cả dây này ta. Thở dây này bạn thuê của tình của mình không ta? Thôi, cứ lấy một gói đi cho chắc. Đây nè, có quả đào đây nè. Đẹp, trong này xem có nữa không? Rồi, một quả xoài to ơi, to luôn. Ý, đây cũng có này, giống nhau. Yeah. Các bạn ơi, vậy là vừa rồi tớ với bạn Tết đã mua xong đó quả đào và quả vải thôi. Các bạn thấy quả đào với đồ quả vải bên nào nhiều hơn và đẹp hơn? Các bạn nhớ để lại bình luận ở phía bên dưới nha.
Vậy thì bạn Tuyết có công nhận là quả đào của tớ đẹp hơn không nào? Tớ công nhận một điều đó là quả vải sẽ đẹp hơn. Các bạn ơi, các bạn thích quả nào thì nhớ comment được cho tớ biết nha. Không á, bạn Tuyết cứ cãi tớ đấy. Ồ, tớ nghĩ rằng fan hâm mộ quả vải thì chắc chắn sẽ dành nhiều hơn rồi. Chưa biết đâu nha. Video của tớ đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho Hằng Nhà Officer nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.